Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị COP27, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết nước này sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết đưa ra trong thỏa thuận khí hậu Paris ký năm 2015. Bà nói, mặc dù môi trường quốc tế đầy biến động, đại dịch và sự đứt gãy các chuỗi cung ứng do hậu quả của cuộc chiến Nga-Ukraine, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc theo từng bước một của Hiệp định khí hậu Paris 2015. Chúng tôi sẽ không quay lại dùng điện than như nhiều nước khác. Chúng tôi sẽ có một quá trình chuyển đổi êm thấm và mạnh mẽ. Dù thời gian đầu có khó khăn, nhưng chúng tôi tin rằng sau này sẽ có quả ngọt và không ai bị bỏ lại phía sau. Được biết, kể từ khi cuộc xung đột diễn ra, Ý đã mạnh mẽ trong việc giảm phụ thuộc vào xăng dầu từ Nga bằng cách đa dạng hóa nguồn cung, cũng như tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo như gió và ánh nắng mặt trời. Ý được xem là một trong những nước đi đầu trong EU và là tấm gương sáng trên toàn cầu.